em muốn nói với hai vợ chồng như thế này. Một cái đứa bé em phải nhắc lại cái kiến thức này mẹ Loan đã được nghe nhiều lần lắm rồi. Vì mẹ Loan có khai thật với em là mẹ Loan đánh con mà đến nỗi mà tím cả tay rồi, bé ra và tím cả tay mình luôn ấy. Thì em muốn nói như thế này này. Một cái đứa bé nó học thông qua thủy chẩm, tức là thông qua mắt đầu tiên ạ. Thủy chẩm nó nằm ở dưới gáy này này. Mỗi một con người nó có 5 cái thủy nha anh nhá. Thủy đầu tiên là thủy trước trán này. Đây là thủy trước trán này, thủy trán nó nằm ở đây ạ. Thủy đỉnh là vận động á. Thủy thái dương là bằng tai. Và thủy chẩm nó nằm ở đằng sau, là thông qua mắt của chúng ta là thủy chẩm. Thì một cái đứa bé nó từ lúc nó sinh ra một cái là nó cứ như một cái máy điện thoại. Nó quét hết toàn bộ những dữ liệu mà ba mẹ nó hành động. Nó quét hết, nó quét hết. Nó đưa hết vào trong bộ nhớ của nó. Một cách nhìn. Em sẽ cho anh thấy như thế này để anh dễ hiểu này. Anh có biết làm bánh pizza không? Không, bánh pizza anh... Không biết làm đúng không? Rồi. Tuyệt đối không ai nói cho anh và hướng dẫn cho anh để anh làm. Và tuyệt đối anh không được lên trên mạng để anh nhìn. Anh không được nhìn nha. Anh có thể làm được bánh pizza không? Nếu không ai chỉ cho anh, không ai nói cho anh không nhìn video, tuyệt đối không được nhìn. Anh có biết làm bánh pizza không? Nếu mà không chỉ thì không làm được, không nhìn thấy. Làm sao mà làm được? Nhưng ví dụ bây giờ có một người này, bật cho anh một cái video lên nha. Chỉ cho anh là bước 1 phải làm bánh thế này, phải chét cái gì vào, phải rắc cái gì lên, xong bỏ vào trong lò gì đó nướng bao nhiêu lâu. Tức là cái mắt anh phải nhìn thấy thông qua thủy chẩm. Xong cái tai anh sẽ nghe cái âm thanh người ta nói đúng không? Thì anh sẽ có xu hướng là gì? Đưa lên cái thủy đỉnh như này để sao chép lại toàn bộ những cái nghe hoặc nhớ lại, hình dung lại tất cả những cái anh đã làm, anh đã nghe được. Thì lúc đó anh bắt đầu anh làm, anh phân tích ra, anh tổng hợp ra rồi sau đó anh quyết định anh làm được cái bánh. Có thể người không ăn được, heo ăn cũng được, nhưng ít nhất là nó cũng ra được cái bánh đúng không? Điều đó để em muốn nói với anh một điều nè. Là tất cả con người chúng ta học thông qua mắt và thông qua nghe. Vậy thì cái đứa bé đó nó cũng tương tự như vậy. Anh sinh ra là một tờ giấy trắng, nó sinh ra là một tờ giấy trắng. Vậy thì trong cái hành trình nó lớn lên từ nhỏ đó, nó sẽ nhìn thấy cái gì? Ví dụ nó nhìn thấy bố mẹ nó cãi nhau này, nó nhìn thấy bố mẹ nó chửi nhau này, nó nhìn thấy bố mẹ nó đánh nhau này, nó nhìn thấy bố nó với mẹ nó là giải quyết một vấn đề là phải dùng tay để đánh, dùng gậy để đánh. Mắt là phải bậm trợn lên, phải nổi điên là đấm cho nó một cái như thế này. Thì sau này nó sẽ có hành vi, tức là nó cứ để trong não bộ y chang như vậy nha. Nhưng đến một ngày bắt đầu nó mới lôi ra để nó hành xử. Có thể nó hành xử ngay với mình thì đẻ luôn bằng cách đến lớp này, nó sẽ đấm vào mặt bạn nó một cái. Vì nó sẽ lôi cái ký ức của nó ra. Nó sẽ lôi cái ký ức của nó ra để nó hành xử. Nó bảo là mẹ nó sẽ có cái ký ức như thế này. Ở nhà khi nó làm sai một điều gì đó hoặc là mẹ nó không hài lòng một điều gì đó là mẹ nó phải dùng cái phản ứng là đánh. Thế là đi lên lớp, nó thấy là có một điều gì đó, một bạn nó làm sai ý của nó, không đúng ý của nó, là nó sẽ phải dùng cái hành vi đó để nó đấm, để nó đánh, để nó cắn. Nó sẽ lăn đùng ra, nó sẽ khóc, nó sẽ khó chịu, vân vân. Đấy, đấy là những cái mà nó đã sao chép và bắt chước được chính từ người lớn của mình. Nó quét này, nó quét hết tất cả những cái đó. Giống như chúng ta nhìn và nghe một bánh pizza đó, sau đó nó ký ức nó sẽ để ở trong đầu, nó để hết ở trong đầu này rồi, xong đến một ngày nó mới lòi ra, nó mới phản ứng ra, nó không mất đi đâu nha, nó giữ hết ở trong đầu. Thế nên nếu như anh muốn một cái đứa bé là nó chuẩn thì anh phải làm chuẩn giúp em. Chẳng hạn anh muốn một cái đứa bé của anh mà nó đi về nó chào, thì bây giờ cứ trước khi đi ra ngoài một cái anh hãy chào cho em, anh cứ khoanh tay vào này, anh cứ làm mẫu cho em. Ví dụ này, bố xin phép đi nha, bố đi ra ngoài nha. Nào, bố xin phép mẹ bố đi ra ngoài nha. Anh cứ làm cho em như vậy một tháng đi. Em đảm bảo với anh này, lặp đi lặp lại là ông ngoại của thành công. Đứa bé nó sẽ được sao chép lại tất cả những hình ảnh đó. Và anh cứ chào nó khi đi ra ngoài đi. Lần đầu nó chưa chào anh đâu. Lần hai nó cũng chẳng thèm chào anh. Lần ba nó cũng cóc chào. Nhưng mà cứ dần dần tới lần thứ 100 nó sẽ nạp vào trong cái tiềm thức của nó. Rồi nó sẽ quay ra nó nói dạ con chào bà. Thế là bắt đầu nó sẽ chào thành quen. Nên em muốn nói với anh và nhấn mạnh anh một điều này này. Lặp đi lặp lại là ông ngoại của thành công. Anh hãy cứ làm đúng trước mặt con giúp em đã nha. Thế nên là khi ngồi ăn cơm, anh muốn dạy một cái đứa bé chuẩn thì anh cứ này, Bao Hy mời mẹ Loan ăn cơm nha, mời con trai của ba ăn cơm nha. Không bắt nó là phải làm, không cần bắt nó phải làm, nhưng anh cứ làm cho em trước đi. Thì em đảm bảo với anh là tới lần thứ 103 tháng thôi, anh sẽ thấy nó chào.
không nhanh đâu, nhưng mà nó sẽ nạp vào tiềm thức của nó từ từ từ, rồi đó nó sẽ làm. Và nếu anh muốn đứa bé của anh nó đi ra ngoài, nó xin phép anh nha, anh muốn dạy cho nó về đạo đức, thì cứ trước khi anh đi ra ngoài anh cứ khoanh tay và anh nói là: rồi thế con ở nhà hôm nay con chơi với mẹ Loan nha, à, ba xin phép đi cho ba đi ra ngoài một chút được không nào, rồi 5 phút ba sẽ về. Ấy, anh cứ làm đúng trước mặt con, trước cho em như thế, em đảm bảo với anh rằng rồi con của anh nó sẽ ngoan như cách anh ngoan với nó. Bởi vì cái đứa bé nó sẽ học thông qua thị chấn, nó học thông qua nghe, xong đó nó mới sao chép đưa lên thủy đỉnh này, bắt đầu nó mới phân tích này, bắt đầu nó mới ra quyết định. Luôn luôn một cái luồng thông tin của đứa bé nó đi ngược như vậy, từ dưới gáy này đi lên về thủy trước trán. Thì trước trán này là cái thủy ra quyết định cuối cùng, đây là cái thủy ra quyết định cuối cùng. Thế nên là anh giúp cho em là tất cả những cái lâu nay có thể mình nuôi dạy con chưa đúng, hoặc là mình hành xử với những người xung quanh của mình chưa đúng, thì bây giờ anh hãy làm đúng đi. Rồi tiếp tục nữa này, anh muốn nhà cửa của mình gọn gàng và con của mình gọn gàng nha, thì bắt đầu kể cả bắt đầu đi về, anh đi về, anh bước chân về đến nhà một cái, anh sẽ cúi xuống và anh nói ra giúp em với, tức là để cho đứa bé nó phải nhìn thấy hai điều, một là nhìn thấy và nghe thấy ạ. À, đôi dép này thì phải để lên kệ. Thế là mình lấy cái tay mình móc cái đôi dép nè, mình để lên trên kệ và mình cứ làm như vậy cho em, cứ ngày nào cũng làm. Đấy, thì gọn gàng thì đứa bé của anh nó mới gọn gàng. Phải làm thì đứa bé nó mới tạo thành thói quen. Bởi vì á, nếu như trong vòng kiến thức mình đưa vào trong đầu, trong vòng chỉ khoảng 12 tiếng là nó mất tiêu luôn. Nó mất tiêu luôn. Nếu anh không lặp lại nó mất tiêu luôn. Thế hôm nay anh nói với nó một lần thì anh bảo: tại sao tao nói mày mà mày không nghe, thế tại sao mày tao nói mà mày như nước chảy lam môn? Bởi vì vốn dĩ não bộ của con người nó chỉ đọng lại được ở trong vòng 24 tiếng, à 12 tiếng đầu tiên thôi. Sau 12 tiếng là nó giảm thì chỉ còn 30%, 20% thôi là hết đát. Thế mà anh nói một lần làm sao nó nhớ? Thì anh cứ lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì nó được trở thành một cái thói quen mà nó ăn vào tiềm thức của đứa bé. Thế nên là em có yêu cầu tất cả các cha mẹ về nhà phải làm là cứ về đến nhà là phải ôm đứa bé, về đến nhà là phải cúi chào, đi ra ngoài là phải xin phép. Để làm gì? Đấy là những cái lễ nghi cơ bản nhất mình cần được dạy con của mình. Và đi đôi dép về đến nhà là phải móc cái tay bỏ vào và bảo: đây nha bố, xếp gọn gàng này, anh cứ làm như vậy cho em 3 tháng, em đảm bảo với anh là con anh nó sẽ làm đúng cái cách mà anh đang làm, anh cứ làm đi, rồi anh xem cái điều em nói có đúng không.